Dạ xin mến chào quý khán giả thân yêu trên kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị đến với nhà vườn của anh Quỳnh Xứng. Hôm nay quay một clip mới gửi đến quý cô chú anh chị giao lưu một số hoa kiểng và một số phôi bonsai ha. Thì hôm nay mặt hàng cũng đa dạng ha, nên những cái một số phôi để giao lưu đến quý cô chú. Số điện thoại liên lạc anh Quỳnh Xứng thì kênh ghi trên tiêu đề, quý cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ mua hàng sớm nhất nha. Chào anh Xứng ơi. Dạ mến chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai. Thì rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua tin tưởng và ủng hộ em rất nhiều ha. Dạ hôm nay cũng tiếp tục lên cũng nhiều mặt loại để cô chú anh chị chọn lựa ha. Hôm nay có cây ăn trái cốc thái với me chua anh chị, cốc thái siêu trái với me chua. Dạ số điện thoại giao lưu cây kiểng của em là 090 767 7273, đó là giao lưu của em ha. Hôm nay mất thời gian vô cây số 1, em ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Vô cây số 1 cây cốc thái siêu trái ha. Cốc thái siêu trái này, cốc thái ghim nha anh chị, không ghép ha, cốc thái ghim nha, hình dáng co lắc rất đẹp ha. Này có chiều cao là 39 đó, quành eo nhỏ nhất đây là 16, củ to, củ bóp tay không giáp ha. Có trái luôn, em để mặt trái, em để cây này để mặt trái luôn. Cây này nó nhỏ xíu vậy mà nó có trái nha, miễn có tược ra là có trái, à nó siêu trái. Rồi cây số 0 giao lưu của chú anh chị là 450.000, bao sống bao ship toàn quốc, cốc thái. Rồi mã số 1 cây cốc thái luôn, cốc này cốc thái ghim nha anh chị, cốc thái siêu trái, chiều cao là 33, hoành eo 16 luôn, hoành eo nhỏ 16 nha, cũ thì bóp tay nè. Cây này khoảng cỡ bự hơn cầm tay mình chút mà nghe anh chị. Rồi mã số 1 là giao lưu 400, bao sống bao ship. Rồi mã số 2. Rồi. Rồi mã số 2 cây cốc thái siêu trái luôn. Em có mấy cây nè anh chị. Cốc thái này bẻ cái giọng dán lông này nó cứ lâu lớn lắm. Chiều cao 26. Cao 26, hoành eo nhỏ nhất ở đây 18. Củ quái ha. Rồi mã số 2 giao lưu của chú anh chị là 300, ba sống vào ship. Rồi mã số 3 cốc thái siêu trái luôn. Dán lông nha anh chị. Cái này cao ha, cái này chiều cao 40. Đó, hoành eo nhỏ nhất ở đây là 14. Củ sổ ha. Cái này khoảng em nhắc lại khoảng bự hơn cầm tay mình chút nha anh chị. Rồi mã số 3 300 luôn, bao sống vào ship. Rồi mã số 4 cốc thái siêu trái luôn. Cái này hình thú ha. Đó, hình thú gõ gạch ha. Chiều cao 28. Hoành eo nhỏ nhất 15 ha. Đó. Cây lớn có trái này, em để mặt trái nè, cây này còn để còn trái vô chú anh chị thêm nè. Rồi cái mã số 4 là 300 luôn, bao sống bao ship. Mã số 5 cốc thái luôn, này mình để bàn rất là đẹp nha anh chị, có trái tối ngày, nó ra trái tối ngày vậy đó. Bạn em 15 luôn, mã số 5 300 luôn, bao sống bao ship. Này là siêu trái nha anh chị, cốc thái viên ha, nhắc lại ha. Rồi mã số 6. Mã 6 chiều cao là 24. Cái này nhỏ ha. Hoành eo 12 à. Hoành eo nó 12, cái này nhỏ, cái này 250 à, mã số 6, 250.000. Cốc thái này dễ sống dữ lắm nha anh chị. Chú anh chị biết có chơi cốc là biết ha, cốc thái này nó như phay mì dễ sống dữ lắm. Em bao sống. Chú anh chị yên tâm rất là dễ sống. Chiều cao là 32. Cái mã số này mã số 7. Hoành eo 13, hoành eo nhỏ nhất lên đây là 13 ha. Rồi mã số 7 này 250 luôn, 250.000. Rồi mã số 8 cây cốc thái luôn, cây này cao ha, cây này chiều cao là 49, hoành eo nhỏ 14 luôn, hoành 14 ha anh chị, cây này khoảng cầm tay mình ha. Rồi mã số 8 này 250, bao sống bao ship. Rồi mã số 9 là lên cây sâm núi anh chị, sâm núi trái ha. Nó nhắc lại sâm núi trái này, nó em trồng trong chậu hồi nhỏ ha, chú anh chị cứ yên tâm nha. Đây em trồng chậu nhỏ còn nguyên chậu luôn nha, cái giọng co lắc nhỏ xíu rất là đẹp ha. Lô này em còn nhiều nữa hết rồi. Rồi mã số 9 sâm núi trái, em bao sâm trái hình thú ha, chiều cao 25. Nó cái này nó hình thú nè, chỗ này bóp tay nè rất to ha. Đó, dính luôn rồi. Rồi mã số 9 này 300, bao sống bao ship. Em bao cho. Rồi mã số 10, mã số 10 cây sâm núi trái luôn, cây lắc rất đẹp ha anh chị,
chiều cao là 29. Quần eo nhỏ nhất đây 16, 17 nè. Đó. Mã số 10 300 bao sóng bao ship. Rồi mã số 11. Quái cây không em chị. Rất là già cây ha. Rồi mã số 11 là cây sim núi trái luôn, em bao sim trái ha. Em đo quần eo nhỏ nhất trên đây, quần eo nhỏ nhất đây 14 ha. Còn cũ nở chỗ này nó tới 22 lần nè. Nở cũ 22 lần ha. Rồi 300 luôn mã số 11, 300 bao sóng bao ship. Giảm nhắc lại số điện thoại giao lưu của em lại ha chú anh chị. Số điện thoại giao lưu cây kiển của em là 0907677273. Đó là giao lưu của em ha. Số điện thoại em có trên màn hình nha anh chị. Rồi mã số 12 cây sâm núi trái luôn. Chiều cao là 37. Em đeo quần eo nhỏ nhất ha, quần eo nhỏ nhất 14 ha. Cũ nở lắm nha anh chị. Nồi đế hai tay không xi nhê ra ha, quá trời nồi đế ha. Rồi mã số 12 300, bao sóng bao ship. Rồi mã số 13. Sâm núi trái luôn, cây em bao đẹp nha anh chị. Giọng lắc lượng thị trường cũng ít lắm ha. Bẻ giọng nhỏ xíu rất là đẹp ha. Chiều cao 34. Em đo chỗ này ha, chỗ này là 20 luôn ha. Đó. Củ nở chỗ này 20 luôn nè. Rồi mã số 13 này 300 luôn, bao sóng bao ship. Rồi mã số 14. Dáng quá đẹp ha anh chị. Rất đẹp ha. Mã số 14. Sâm núi trái luôn, em bao sâm trái ha. Chiều cao 39. Em đo vị trí này, nào em nói vị trí củ nở này là tới 18 nha anh chị. Em đo hai thi đấy nè. Thằng nhỏ trên đây 13. Rồi mã số 14 là 300 luôn, bao sóng bao ship, sâm núi trái. Rồi mã số 15. Sâm núi trái luôn ha. Chiều cao 34. Củ nở chỗ này 15 ha. Cây rất là, cái nồi đế rất là khủng nha anh chị nè, em bóp hai tay không xi nhê cho ha, giáp chậu ha. Rồi mã số 15 này 300 luôn, bao sóng bao ship, sâm núi trái. Rồi mã số 16. Đó. Mã số 16 như hình thú luôn nha anh chị. Mã số 16 sâm núi trái luôn. Chiều cao 35. Quần eo nhỏ nhất 13. Quần 13 em nồi đế quá xá ha nè. Cây rất là già ha, bẻ cái giọng nhỏ này nó lâu lớn dữ lắm. Dạ cây rồi. Rồi mã số 16 300 luôn, bao sóng bao ship. Vậy. Rồi mã số 17. Sâm núi trái luôn. Cái này tông cao ha, ai thích tông cao chơi cái này ha. Lắc lượng. Dán lông không ha anh chị. Chiều cao là 50. Đó. Cái hoành eo nhỏ đây này 15 nè. 15 hoành ha, tới 14 đi. Đây. Rồi cái mã số 17. 300 luôn, bao sóng bao ship. Cây này có mặt trái mà. Đây. Mã số 18. Đó, 8 em bán cặp nha anh chị. Cặp là 500 ha. Đó, cây rất đẹp ha. Mã số 18. 8 chiều cao là 40. Đó. Còn hình eo nhỏ nhất là 15 ha. Đó, đây cũng vậy luôn ha. Cây em bao đều bao đẹp. Đây có mặt trái rồi anh chị ơi. Cây này có mặt trái. Rồi mã số 18 này giá 500 một cặp, em bao sóng bao ship 500. Em có chừa trái. Quên biết cặp nào. Rồi mã số 19. Số 19 này cũng là sâm núi trái luôn ha. Chiều cao là 34. Quần eo nhỏ nhất 14. Đó. Cây rất đẹp ha anh chị. Rồi mã số 19 này cặp 500 luôn, bao sóng bao ship 500 một cặp. Rồi mã số 20. Đó, sâm núi trái luôn. Lô này dáng đẹp này còn có nhiêu này hết nha anh chị. Rất đẹp ha. Chiều cao là 37. Mã số 20. Cái này to ha. Quần eo chứ 17 ha. 17 quần ha. Rồi mã số 20 500 một cặp luôn, bao sóng bao ship. Rồi mã số 21 lùng lực nha anh chị. Mã số 21 là lùng lực ha. Cây em bao đế. Dáng rất là đẹp ha. Chiều cao 35. Quần eo nhỏ nhất đây 17 ha. Rồi số 21 này 500 gặp. 500 bao sóng bao ship. Rồi số 22 cũng lùng lực luôn ha. Nó hai cái này lùng lực ha, rất đẹp ha. Đế em bao đế. Cặp này rất đẹp anh chị. Mã số 22. Số 22 cái chiều cao là 30. Quần eo nhỏ nhất là 15. Rồi số 22 này cặp cũng 500 luôn, bao sóng bao ship toàn quắc, sâm núi trái ha anh chị. Em bao sâm trái nha.
Nhắc lại cái này trồng bội từ nhỏ anh chị, cô chú anh chị cứ yên tâm về sống chết ha. Trồng bội từ nhỏ nó không ít có chết bậy lắm. Cô chú anh chị về cứ để nguyên bầu về cho em, nguyên bầu về nào ra tược mạnh mình hái sang chậu nghe cô chú anh chị. Sang chậu liền nó dở lắm. Nhắc lại ha. Mã số 23 cũng là cây sâm trái luôn, chiều cao 30. Quả đeo nhỏ nhất là 15. Đó. Mã số 33 cũng 500 luôn, bao sống bao ship lùng lực. Mã số 24. 24 cũng lùng lực luôn ha. Đó. Chiều cao 29. Quả đeo nhỏ nhất 15. Rồi 500 luôn một cặp. Mã số 24 sâm núi trái, em bao sâm trái anh chị. Anh chị cứ yên tâm ha. Rồi mã số 25 sâm núi trái luôn, này tông cao ha. Cái này chiều cao là 40. Đó. Quả neo nhỏ nhất có đây 16. Màu đế rất đẹp ha, sổ rất đẹp ha. Rồi mã số 25 này cặp này 450 thôi, 450.000. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 26. 26 cũng sâm núi trái luôn ha. Chiều cao là 27. Hoành eo nhỏ nhất là 17. Tính 17 hoành ha, cũng to ha. Đây, bóp tay nè. Rồi mã số 26 này cặp về 450 luôn, bao sống bao ship. Mã số 27, sâm núi trái luôn. Cái này chiều cao là 30. Hoành này hoành 14 nha anh chị, 14 hoành ha. Đó. Rồi mã số 27 này cặp 450 luôn, 450.000. Bao sống bao ship. Nhắc lại sâm trái này nó trồng trong cái bội hồi nhỏ anh chị, chú anh chị cứ yên tâm ha. Đây cái này ra tược mạnh rồi nè ha. Cái này mới đây ra tược mạnh rồi nè. Phúng tược quá xá ha, cái này nè. Nó mới để còn 10 bữa mới ra tược kia đó. Chiều cao 35. Mã số này mã số 428. Mã số này 28 nha anh chị. Quanh eo chỗ này còn cỡ 14 nha anh chị. Đo không được. Rồi cặp này em bán rẻ 400 thôi, bao sống bao ship, mã số 28. Rồi mã số 29 lên me chua em chị. Me chua. Đó. Cũ bao ngầu bao đẹp ha. Cái này chiều cao 44. Cũ quá xá đẹp ha. Cái cũ nó 41 luôn ha. Rồi mã số 29 là 300, bao sống bao ship, me chua. Mã số 30 me chua luôn, quá trời cũ. Chiều cao 40 luôn. Cũ đế nó 41 luôn. Đó, cũ nè. 300 luôn, số 30, 300 bao sống bao ship. Em nhắc lại số điện thoại em cái nữa anh chị, số điện thoại Zalo của em là 0907677273, đó là Zalo của em ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ clip này ha. Rồi mã số 31, me chua luôn. Chiều cao 43. Cái nồi đế của nó là 43 luôn. 300 luôn mã số 31, 300 bao sống bao ship. Me chua. Mã số 32, me chua luôn. Dán bay quái cây ha anh chị. Chiều bay ra đây là 31. Cũ đặc của nó là 35, 34. Rồi 32, mã số 32 300 luôn, bao sống bao ship. Mã số 33 me chua luôn. À. Chiều cao 30. Cũ đặc của này là 27. 300 luôn, mã số 33, 300 bao sống bao ship. Rồi mã số 34 bán cặp nha anh chị. Cây bay cây trực ha, cây trực cây bay ha. Đó. Mã số 34 me chua luôn. Chiều cao 37. Nó nhìn con ốc sên nha, nguyên một cục chỗ này là 35 nha anh chị. Cái này bay ha, cục ở đây cũng to ha. Rồi, mã số 34 là một cặp 500 me chua, một cặp 500.000 em bao sống bao ship. Rồi mã số 25 me chua luôn, cây bay cây trực nữa. Một cặp về em bán cặp nha anh chị. Cái này chiều cao 37. Đó. Cái nồi đế của nó là 35 luôn. Quái cây ha. Rồi mã số 35 một cặp 450. 450.000 một cặp me số 35. Rồi mã số 36 lên linh sam 86 viên nha anh chị. 86 viên nha. Cây em bao đẹp ha. Quá trời nồi đế ha. Mã số 36 chiều cao 30. Hoành to ha. Hoành sát cổ rễ là 30 luôn nè. Xích lên đây thì 28. Rồi 400 mã số 36 linh sam 86 viên, bông tím rất là đẹp nha. Linh sam 86 là bông màu tím mà xuyên bông lắm. Mã số 37 đế sắp không nghe anh chị.
số bằng 7 Linh Sam 86 ghi luôn. Đế quá đế ha. Chiều cao là 32. Quành eo nhỏ nhất là 28, gắt to ha. 28 quành. Tính 27 đi. Nè. Rồi mã số 37 nè, 400 luôn, bao sóng bao ship. Rồi mã số 38, 38 Linh Sam 86 ghi luôn. Chiều cao là 35. Quần eo nhỏ nhất là 28, rất to ha. Rồi mã số 38 này 400 luôn, bao sóng bao ship, Linh Sam 86 viên ha. Bông tím rất là đẹp, nhắc lại ha, rất là xuyên bông anh chị. Bông màu tím, Linh Sam 86 nè, bông màu tím rất là đẹp. Rồi mã số 39 này cây Linh Sam 86 viên luôn. Đó. Chiều cao là 30 luôn. Quần eo nhỏ nhất là 30 luôn. Rất là to, hoành 30 rất to ha. Rồi mã số 39 này 300 à, bao sóng bao ship. Rồi mã số 40. 40 Linh Sam 86 viên luôn. Đó. Để quá đế ha anh chị. Chiều cao là 27. Quần eo nhỏ nhất là 28. Mã số 40 là 300 luôn, bao sóng bao ship, Linh Sam 86 viên. Rồi mã số 41 lên chỗ trang đỏ lá nhỏ ha. Trang đỏ lá nhỏ anh chị. Cây này là đâm chồi sống khỏe rồi. Cặp này quá bự ha, quá to ha, đế sắp không nghe anh chị. Sổ luôn này luôn. Chiều cao là 20. Quành eo đây là 19 quành. Đó, lùng lực ha. Rồi cặp mã số 41 là trang đỏ lá nhỏ này, Zalo 450.000. Nó bao sóng bao ship toàn quắc. Rồi mã số 42, trang đỏ lá nhỏ luôn anh chị, đỏ lá nhỏ ha, trang màu đỏ. Trang xưa ha. Cái này tông cao ha, chiều cao 30. Quành eo nhỏ nhất là 18. Rất to anh chị nè. Nồi đế quá xá, đế sắp không nha, em bao đế. Rồi mã số 42 này 400 nè, bao sóng bao ship. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi mã số 43, trang đỏ lá nhỏ luôn. Lùng lực. Chiều cao 19. Quành eo 17. 17 quành ha. 43 là 400 nè, bao sóng bao ship. Rồi mã số 44, trang đỏ luôn. Cặp này to ha anh chị. Cây này to ha. 44. Trang đỏ lá nhỏ luôn. Cái này chiều cao 20 à. Lùng lực ha. Hoành tới 25 luôn nha anh chị. Cái đỏ nè, hoành đây tới 24 luôn ha. Đó, cái này quá to ha. Để sắp luôn. Rồi số 44 này 400 ăn cặp, bao sóng bao ship. Số 45 đỏ luôn. Đỏ lá nhỏ. Màu đỏ luôn nha anh chị. Chiều cao 21. Hoành eo nhỏ nhất 19 luôn. Đế sắp nè em bao đế nha. Rồi mã số 45 nè, trang đỏ nè, em giao luôn cô chú anh chị cũng 400 luôn, bao sóng bao ship. Mã số 46. Số 46 là trang vàng nha anh chị. Trang vàng lá nhỏ ha, màu vàng nha. Quá trời cũ đế ha. Chiều cao là 20. Cái hoành eo 22. Cái nồi đế của nó 40. Đó, quá trời đế ha. Rồi số 46 này 400 luôn, trang vàng này màu vàng anh chị, vàng lá nhỏ. Rồi mã số 47 em lên Sam Hương Đài Loan anh chị. Sam Hương Đài Loan ha. Đó, cây trực lắc ha. Rồi cây trực lắc luôn. Sam Hương Đài Loan. Chiều cao là 40. Quần eo nhỏ nhất là 27. Cái nồi đế của nó là 459. 59 cái nồi đế gần 60 anh chị. Rồi số 47 là 400, Sam Hương Đài Loan, bao sóng bao ship. Rồi mã số 48, Sam Hương Đài Loan luôn. Cây Sam Hương này cũng rất là dễ sống nha anh chị, của chú anh chị có chơi rồi biết ha. Chiều cao 40. Quành eo là 29. Cái nồi đế của nó là 55. Mã số 48 là 400 luôn, bao sóng bao ship. Rồi mã số 49, Sam Hương Đài Loan. Nó thằng lắc lượng câu quái ha, cái này đẹp nha anh chị. Em nhắc lại số điện thoại của em cái nữa ha, số điện thoại Zalo của em là 0907677273. Đó là Zalo của em ha, số điện thoại của em trên màn hình nha anh chị. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em clip này ha. Mã số này số 49, Sam Hương Đài Loan. Chiều cao 33. Quần eo nhỏ nhất là 23. Cái nồi đế của nó là 49. 300 mã số 49. 300 bao sóng và ship. Rồi mã số 50. À, số 50 cây Sam Hương Đài Loan luôn. Chiều cao 30. Quần eo nhỏ nhất là 26.
rồi đấy, 40 mấy 50 ha, năm mã số 50 này 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 51 đó, sầm hương Đài Loan luôn ha, rất đẹp anh chị. Chiều cao 35, còn đeo nhỏ nhất 24 đó. Mã số 51 này cũng 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 52 cũng sầm hương Đài Loan luôn, chiều cao 42, quanh 18. Rồi mã số 52 này cũng 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 53 là cây sâm hương đế sắp nha, sắp đế nha anh chị. Nó đế sắp từ nhỏ ha, rất đẹp. Mã số 53 sâm hương Đài Loan luôn. Cái này chiều cao là 37. Và neo nhỏ nhất là 19. Cái nồi đế sắp của nó là 64, 6 mấy. 300 luôn mã số 53, 300. Ở sống bao ship. Rồi mã số 54 cũng đế sắp luôn ha anh chị. Cũng 300 luôn. Chiều cao là 36, còn đeo nhỏ nhất là 19, cũng 300 luôn, bao sống bao ship. Rồi mã số 55 em lên cây chăn tàn nha anh chị. Đây nè chú, đây vậy đó, chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị. Cây là rất khủng, rất to, buông 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 bình buông. Đó, rất to anh chị, chăn đỏ lá nhỏ. Cây này chiều cao là 1m2, 8000m1 luôn, màu đỏ ha. Đang cây đang ôm nụ rất là nhiều anh chị, búp nụ rất là nhiều ha. Đây nụ, búp nụ rất là nhiều. Cây này to ha anh chị. Quả neo tới 15 ha anh chị. Quả neo 15 mà nồi đế quá xá ha, thoát thân đẹp luôn. Rồi cây mã số 55 này, cây chăn đỏ lá nhỏ là 500, bao sống bao ship 500. Rồi mã số 56 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn, cây em bao đẹp ha, cây rất là ôm nụ rất nhiều ha. Chiều cao là 1m, 8080, chăn đỏ lá nhỏ. Cái này em niền dây cho nó cứng cây thôi nha, chứ không có vấn đề nha anh chị, cây sạch, hoành 12 hoành, 12 hoành. Rồi cây 56 là 400 luôn, bao sống bao ship. Số 56 đổi cây anh mình. Rồi mã số 57, cây chăn đỏ lá nhỏ luôn, cây tàn bao đẹp nha anh chị. Chiều cao 1m luôn, 8090. Hai cây này là một cặp rất là đẹp ha, hai cây này một cặp rất là đẹp. 56, 57 một cặp rất là đều ha. Cái này hoành eo 15 nha anh chị, 400 luôn, số 57, 400 bao sống bao ship. Rồi số 58 cũng màu đỏ luôn, đỏ lá nhỏ nha anh chị. Cây này đang ôm bông rất là nhiều ha, quá bông. Cây này có chiều cao là 1m1, 8 ngang là 75, rất là bông ha. Cây này có nồi đế khủng nha anh chị, nồi đế khủng ha, nồi đế rất là đẹp. Và neo nhỏ nhất là 13 ha, nồi đế này quá đẹp ha, đế nở luôn. Rồi số 58 này 400, bao sống bao ship. Rồi số 59 em lên cây cam gà gót anh chị, cây to ha, có cây to một ha, cam gà gót. Màu cam gà gót cây to cái này thị trường cũng ít lắm nha anh chị. Cam gót này màu dạ quang, hai màu rất là đẹp ha, bông rất là sáng. Chiều cao là 90, lùn lực ha. Cái này 8000 tới 1m1 rồi ha. Cam gót quả neo nhỏ nhất là 14, có đế luôn nha. Rồi mã số 59 này 500, bao sống bao ship 500.000. Rồi đó coi. Rồi mã số 60 cũng kỳ là cây cam gót luôn, không có một cặp màu ha. Chiều cao là 80, 8090. Hoành eo nhỏ nhất 13 hoành, có đế luôn.
Rồi mã số 60 là 400, bờ sóng bao ship. Rồi đó cây. Rồi mã số 61, cây hồng phấn em có một cây một ha. Hồng phấn quá trời đẹp ha, đang lên bông rất là đẹp nha anh chị. Mã số 61. Cái này chiều cao là 80. Tán ngang là 70. Quanh 12 gửi ha, thoát thân đẹp luôn. Cây này ai sở hữu cây này em bao đẹp ha. Rồi mã số 61 này 300 gửi à, 350.000 à, em bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi mã số 62 là cây màu vàng nha anh chị. Vàng. Em lên đại diện một cây nha anh chị. Vàng này số lượng em còn rất là nhiều nha anh chị. Ai cần số lượng thì em để giá hữu nghị ha. Cây em bao đẹp y gan vậy nè. Chiều cao là 1m1. Tán ngang nó là 95, tính 90 thôi. Quá trời cái phong tàn đẹp ha. Chân vàng lá nhỏ. Hoành eo nó 13 hoành. Có đế luôn. Rồi cái mã số 62 là 400 à, bao sóng bao ship. Rồi rồi đó cây. Rồi mã số 63 em lên cầm bông giấy ha anh chị. Đó, giấy Mỹ ghép bướm ha. Tím bướm nha anh chị. Màu tím bướm ha. Chiều cao là 78. Tán ngang 60. Tím bướm. Quần eo nhỏ nhất là 22, củ sổ đẹp ha. Rồi cái mã số 63 cây tím bướm này 600 à, bao sóng bao ship. Ship luôn cái chậu anh chị. Chậu mũ. Rồi mã số 64 luôn, cây sắm tím bướm luôn. Giấy Mỹ ghép tím bướm ha. Chiều cao là 70, tán ngang 65. Quần eo nhỏ nhất là 20, củ sổ xuống cả gan ha. Rồi số 64 này 600 luôn, bao sóng bao ship. Rồi mã số 65 này em lên Mỹ Cam nha anh chị. Đó, Mỹ Cam ha. Mỹ Cam này lúc trước là nó rất là mắc nha anh chị. Giờ em bán rẻ thôi. Mỹ Cam lá chung. Cái này chiều cao 90. Tán ngang tới 1m luôn ha. 65. Rồi số 65 này 250 à. Em đâu hoành. 250.000 à cô chú anh chị ơi. Hoành 12 anh chị ơi, 11 tính 10 đi. Nó hai cây nó đều rang anh chị. Ai chốt cặp thì bán bớt ha. Cái này cũng bị gan gì luôn. Đó. Rồi. Mã số 66 cũng là cây Mỹ Cam cũng 250 luôn. Em bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ cuối clip cũng chúc cô chú anh chị có một buổi xem kênh là TK vui vẻ ha. Chân thành và cảm ơn và hẹn gặp sau.